Kem dưỡng ẩm Embryolisse là một trong những thương hiệu mỹ phẩm được đông đảo người tiêu dùng yêu thích và lựa chọn hiện nay. Không chỉ là dòng dưỡng ẩm thông thường, em này còn giúp chăm sóc da tuyệt diệu khiến nhiều người phải trầm trồ. Nhưng liệu với công dụng nổi bật và bảng thành phần lành tính của em này có phù hợp cho mọi loại da hay không? Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp theo dõi trong video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt. Kem dưỡng ẩm Embryolisse là một trong những top kem dưỡng ẩm được nhiều bạn gái yêu thích và những tín đồ chuyên makeup luôn lựa chọn tin dùng và hiện nay thị trường đang rầm rộ hai loại sản phẩm của kem dưỡng ẩm Embryolisse, đó là loại 30ml và loại 75ml. Với kem dưỡng ẩm Embryolisse 30ml là rất phù hợp và tiện lợi cho các chị em có thể mang theo khi đi du lịch hay đi công tác xa, có thể sử dụng được ngay mà không cần phải chết ra từng lọ nhỏ. Hơn nữa, em này hiện tại cũng đang có giá thành phù hợp cho hầu hết các chị em, hàng chính hãng có giá khoảng 250.000 đến 280.000 trên tuýp. Còn đối với các chị em dùng thường xuyên hay phải make up đi làm hàng ngày, thì có thể cân nhắc dùng kem dưỡng ẩm Embryolisse 75ml với dung tích lớn, em này được xem là phiên bản nâng cấp dung tích, nhiều hơn so với loại 30ml. Hơn nữa, giá thành của kem dưỡng Embryolit 75ml, khoảng 360.000 đến 420.000 trên tuyết. Đây được xem là mức giá tương đối tốt hơn so với khi bạn mua hai tuyết loại 30ml đấy nhé. Tóm lại, chị em có thể chọn kem dưỡng ẩm Embryolit có dung tích nào cũng được nhé, miễn sao là chọn đúng hàng chính hãng sử dụng là được, để không bị ảnh hưởng đến da và sức khỏe của mình nhé. kem dưỡng embryolit là một sản phẩm dưỡng da phổ biến được sử dụng cho mọi loại da đặc biệt là da khô da nhạy cảm và da mất nước kem dưỡng embryolit cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho da giúp làm mềm và làm mịn da giảm thiểu sự xuất hiện của các nếp nhăn và tăng cường độ đàn hồi của da kem dưỡng embryolit cũng được sử dụng như một lớp lót trang điểm để giúp trang điểm bám chặt hơn và kéo dài thời gian giữ màu trang điểm ngoài ra sản phẩm này chứa các thành phần tự nhiên và không gây kích ứng cho da giúp cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho da cải thiện độ đàn hồi và làm mềm mịn da Tuy nhiên, mỗi người có cơ địa da khác nhau, vì vậy nếu bạn có da nhạy cảm, hãy thử sản phẩm trên một khu vực nhỏ của da trước khi sử dụng toàn bộ sản phẩm để đảm bảo rằng nó không gây kích ứng cho da của bạn. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của phản ứng dị ứng, bạn nên ngừng sử dụng sản phẩm và tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu để được tư vấn cụ thể. Kem dưỡng ẩm Emoliss hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp, của mình cũng có bán kem dưỡng ẩm Emgiolit hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.